Xin chào tất cả phụ huynh và cùng các em. Hôm nay thầy sẽ giải toán lớp 3 với bài tập kết nối tri thức với cuộc sống. Bài hôm nay chúng ta sẽ làm là bài số 17, hình tròn tâm bán kính đường kính của hình tròn. Bài số 1, viết tiếp vào chỗ chấm cho thích hợp. Đây là cái hình tròn, được không? Hình tròn. Và tâm là đây nè. Tâm là đây. Bán kính là xuất phát từ cái tâm đi ra ngoài cái biên của hình tròn này. Đây, IA là bán kính, IB là bán kính. Còn đường kính là nó đi từ bên này qua bên này. Đi từ bên này qua bên này, đi qua tâm. Cái đường đi từ bên này qua này mà phải đi qua tâm nha, đó gọi là đường kính. Cái này không phải, tại vì nãy không có đi qua tâm, cho nên nó không được gọi là đường kính. Đường kính là thẳng qua luôn, rồi giống như ba điểm này thẳng hàng vậy, ba điểm thẳng hàng thì đó mới gọi là đường kính. Rồi thầy nói lại, đây là cái hình tròn, hình tròn, và tâm ở giữa, đây là một cái điểm ở giữa này cách đều ra, tất cả những bán kính là bằng nhau. Bán kính là xuất phát từ tâm và ra tới ngoài này, trong này có hai cái bán kính. Còn đường kính á thì xuất phát từ bên này qua bên này và đi qua cái tâm, đó gọi là đường kính. Hình tròn tâm này là tâm Y. Bán kính là có hai bán kính là Y B và Y A. Hình tròn này là hình tròn tâm O. Bán kính trong này có hai cái bán kính là OM và ON, hai cái bán kính. Và đường kính là M N. Chúng ta qua bài tiếp theo là bài số 2. Vẽ đường tròn tâm Y, sau đó vẽ bán kính AM, đường kính AB của hình tròn đó. Trước tiên chúng ta muốn vẽ hình tròn, chúng ta chấm nó một cái đó. Đây là tâm Y đúng không? Tâm Y. Rồi chúng ta sẽ lấy cái căn 3. Đây là căn 3. Người ta họ nói bán kính thôi chứ người ta họ không nói kích thước. Thì chúng ta lấy cái kích thước bất kỳ. Chúng ta xoay ra tí xíu, xịt ra tí xíu chứ không vướng cái máy quay. Ngay chỗ này là cái điểm này là cái tâm. Còn cái này là nó xoay. Đó. Chúng ta xoay. Này nó vướng cái máy quay cho nên thầy quay nó hơi lủng củng. Chứ còn mình đấy nhớ không có vướng máy quay thì quay cái một cái xong à. Đó. Mới đầu tiên này các em cầm cái cây cam ba này nó hơi khó lắm. Rồi chúng ta tập từ từ rồi cũng quen. Rồi như vậy chúng ta sẽ vẽ xong cái hình tròn tâm Y. Tiếp theo chúng ta sẽ vẽ bán kính IM. Đây, chúng ta sẽ vẽ bán kính IM. Bất kỳ ai là M. Tiếp theo, đường kính là AB. Đường kính là AB. Chúng ta phải vẽ cái thẳng AB. Bắt buộc nó phải đi ngang qua cái tâm Y. A B. Đó. Chúng ta vẽ xéo qua đây cũng được, nè, xéo lên đây cũng được. Đó là đường kính AB. Nó qua bài tiếp theo là bài số 3. Viết số thích hợp vào chỗ chấm. Trong hình vẽ bên có 3 hình tròn. Đây là 1, 2, 3, 3 hình tròn. Mỗi hình tròn đều có bán kính là 9 cm. Như vậy là 3 hình tròn đều có bán kính 9 cm. Như vậy từ đây này tới đây là bán kính này là 9 cm này. 9 cm. Rồi từ đây tới đây cũng là 9 cm nè. 9 cm. Rồi từ đây tới đây cũng là 9 cm. Rồi từ đây tới đây cũng là 9 cm. Chú ông bay lấy mặt từ A rồi đến điểm C theo đường gấp khúc là A, B, C. Vậy chú ông bay bao nhiêu cm? Từ đây qua đây là 9 nè. Rồi tiếp theo từ đây tới đây là 9 nữa. Từ đây lên đây là 9, từ đây lên đây là 9 nữa.
Như vậy chúng ta sẽ có là 9 ta nhân cho bao nhiêu đây? 1, 2, 3, 4. 9 nhân 4 là bằng là 36. Như vậy là 30, 16 cm. Bài học hôm nay chúng ta kết thúc tại đây. Các em nhớ đăng ký kênh có thể để nhận được những bài học mới tiếp theo nhé. Xin chào các em. Các em muốn tìm bài học đề thi, bài kiểm tra thì dưới bất kỳ clip nào của thầy cũng có phần mô tả. Trong phần mô tả thì để sẵn đường link của blog. Trong blog thầy dạy rất nhiều cái đầu sách. Các em vào đó các em tìm bài nhé. Chúc các em học tốt.